Xin kính chào quý anh chị. Một mẫu xe mà vừa có thể đi phố một cách rất là lanh lẹ, nhỏ gọn, vừa có thể đi đường trường, đường cao tốc vô cùng là êm ái, và vừa có thể chạy được off-road lên những cái con đường khó, gập ghềnh, thì ở thị trường xe thì không có quá nhiều xe làm được những cái điều trên đâu. Nhưng thưa với quý anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe mà có thể làm tốt cả ba việc đó. Đó là mẫu xe Land Rover Range Rover Discovery HSE. Chiếc xe này của em được sản xuất năm 2015, mang ngoại thất màu đen và nội thất màu nâu da bò cực kỳ đẹp, với cái số odo là 9 vạn km nên chiếc xe còn cực kỳ mới quý vị và anh chị nhé. Chiếc xe này nó đã nổi tiếng với cái sự bền bỉ và thực dụng rồi. Option thì vô cùng nhiều. Đầu tiên em sẽ nói về phần ngoại thất trước. Chiếc xe nhìn rất là hầm hố, tuy nhiên nó vẫn có sự nhỏ gọn. Nhiều anh chị có thể nhầm lẫn giữa cái mẫu xe này với cái mẫu xe Range Rover Evoque, nhưng thực tế mẫu xe này nó sẽ khác ở cái phần đuôi một chút. Đó, anh chị nhìn này. Đó. Cái phần đuôi nó sẽ hơi vát một chút. Chủ nhân cũ đã lên cho chiếc xe một bộ mâm đa chấu cực kỳ đẹp. Anh chị nhìn thấy đẹp không ạ? Nhìn như ma trận ấy. À, chiếc xe này của em có thể coi nó là một chiếc xe chạy địa hình cực kỳ hay, nhỏ gọn. Đó, những cái buổi dã ngoại cùng gia đình này, những cái buổi đi từ thiện hay là đi lên con đường xấu, thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Chiếc xe có thể lội nước lên đến 60cm cơ. Đó, cực kỳ là lanh lẹ. Form dáng thì rất là đẹp nhá. Mà ở thời điểm tại giá cả thì thưa quý anh chị là anh chị sẽ phải bất ngờ. Hơn 900 triệu anh chị ạ. Hơn 900 triệu cho một mẫu xe Land Rover Discovery HSE Luxury. Chiếc xe hiện tại đang chỉ bán hơn 900 triệu thôi. Đó. Thực sự là chưa bao giờ mà sở hữu một mẫu xe Land Rover đời cao mà lại có thể giá nó có thể phải chăng như vậy. Thực sự em kinh doanh xe cũng không được nhiều đâu, cũng chỉ vài năm thôi, nhưng mà cái giá này thì thực sự là đến thời điểm này nó mới có. Trong khoang nội thất đi, chiếc xe rất nhiều option nhá anh chị nhá. Đầu tiên là tất nhiên là về cái vẻ xấu đẹp thì mỗi người mỗi cái thẩm mỹ khác nhau. Đó, với cái nội thất của Land Rover ấy thì sẽ không được quá nhiều người yêu thích. Đó, vì nó không có sự màu mè, nó sẽ có vẻ thực dụng. Anh chị nhìn này, chất da này, da cực kỳ đẹp nhá anh chị nhá, màu nâu cực kỳ đẹp, cực kỳ sạch. Đó, về cách thiết kế nội thất thì không được ưng mắt lắm, nhưng mà những cái option, những cái tiện ích thì cực kỳ hay. Đầu tiên là những cái, cho anh chị xem này, 4 chế độ đi đường xấu này, có cả eco này, hỗ trợ đổ đèo này, hay là tính năng off ABS, off cân bằng điện tử. Đây này, sửa sấy ghế, điều hòa tự động, và số là số vặn nhé quý vị anh chị nhé. Đó, rất nhiều cái tính năng hay. Có một điều đặc biệt là cái cửa sổ trời vô cùng rộng, quý vị anh chị có thể nhìn này. Đấy, vào những cái buổi dã ngoại mà nằm trên chiếc xe, nghe một bản nhạc hay và ngắm một bầu trời sao thì cực kỳ là chill quý vị và anh chị nhé. Đó, thưa quý vị anh chị, mẫu xe này lại là còn là mẫu xe 7 chỗ cơ. Tất nhiên là với cái ngoại hình nhỏ thì 7 chỗ thì tương đối là hơi khó chịu cho người hàng người thứ ba. Thế nhưng mà ở những cái thời điểm mà cảm thấy nó cần thêm người thì đây cũng sẽ vẫn là một lựa chọn hợp lý quý vị anh chị nhé. Quý vị anh chị quan tâm và muốn được trải nghiệm chiếc xe, lái thử và cảm nhận tất cả những cái tính năng hay, những cái điều thực dụng của chiếc xe đem lại, thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video.